Thay đổi cuộc đời bắt đầu từ những lời nói. Người xưa có câu, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể thốt ra những lời sát thương. Những điều chúng ta nói phản ánh rõ nhất về cuộc sống của ta. Không có chuyện khẩu xà tâm Phật, bởi đó chỉ là lời biện minh của những kẻ ích kỷ, thiếu hiểu biết. Thực tế cho thấy, những người thường xuyên nói lời tích cực đều có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Còn những người thường xuyên thở dài thì dường như làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Đó là bởi vì lời nói của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Lời nói tích cực sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tươi sáng, trong khi những lời tiêu cực lại có thể gây ra sự bất hạnh. Trong tác phẩm của Lỗ Tấn có một nhân vật bi kịch nổi tiếng là Tường Lâm. Người phụ nữ này có một cuộc sống khốn khổ và cô luôn bất bình với cuộc sống của mình. Chính vì thế, gặp ai cô cũng than mình bất hạnh, oán trách cuộc đời bất công. Lúc đầu mọi người cũng thông cảm với cô ấy. Theo thời gian, mọi người xung quanh cảm thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên và bắt đầu sinh ra ác cảm với cô. Trong cuộc sống có rất nhiều người giống như Tường Lâm vậy, luôn than phiền rằng cuộc sống của mình thật khó khăn, số phận thiếu công bằng. Những người như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ khó nhận được sự chào đón. Than vãn vốn chẳng thể khiến con người ta hạnh phúc, may mắn, vui vẻ hay khỏe mạnh hơn, mà than vãn kéo dài còn khiến người đó càng thêm tiêu cực, còn người lắng nghe thì cảm thấy mệt mỏi chẳng kém. Những lời than thở giống như một liều thuốc độc, mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn sẽ chẳng thể nào sống tốt đẹp hơn được. Thay vì tốn thời gian để than phiền, tại sao không nghĩ cách để thoát khỏi rắc rối của mình? Ngôn ngữ có thể thay đổi số mệnh con người. Những gì chúng ta nói ra khỏi miệng rất có thể sẽ trở thành lời tiên tri về số phận của chúng ta. Cho dù là cuộc sống hiện tại có như ý hay không, quan trọng nhất là tâm thái của chúng ta có tích cực hay không. Đời người nên bớt tiếng thở dài, bớt phàn nàn, có thái độ lạc quan, tâm thái tích cực và cho đi nhiều hơn. Chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn. Tất nhiên, sống ở đời làm sao tránh được những chuyện không được như ý muốn của mình. Nhưng bạn bắt buộc phải chấp nhận và làm quen với một cuộc sống không hoàn hảo như vậy. Bởi nếu như ngày nào bạn cũng vui vẻ, cũng phấn khởi, thì chắc chắn cuộc sống một màu như vậy sẽ nhàm chán biết bao nhiêu. Hãy coi những chuyện không vui, không như mong muốn là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Có ngọt ngào thì phải có thêm cay đắng, chua mặn. Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc, có màu bạn thích và cũng có màu bạn không thích. Vì vậy, hãy cố gắng dung hòa tất cả. Đừng chuyện bé xé ra to, đừng chỉ mãi than thở về cuộc sống. Hãy gói ghém những chuyện to trở thành chuyện bé, biến chuyện bé thành không có gì. Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng là với những ai biết cách sống. Chúng sanh bị não hại, lão tử nghiệp trả dây, bậc bi trí giải thoát, không giết hại chúng sanh. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên tránh xa các dục, dứt ái được an ổn. Trưởng giả nghe Phật thuyết pháp xong, liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Ở thế gian, có lắm già đến ngày đám giỗ tuần thất thì giết bổ rất nhiều trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá. Tổ chức yến tiệc linh đình, đấu nướng bày chẻ để thứ món ăn đặt lên bàn thờ, cũng giái ông bà, cha mẹ, thân dân quá giảng về ăn. Nhưng khi đêm xuống, cá thịt vẫn còn nguyên, rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi giả
đánh lộn la lối ôm sồn. Thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong kinh Địa Tạng dạy, con người sau khi chết, thần hồn chớ vẫn mịt mờ, lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành, hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì 7 phần công đức người mất hưởng được 1 phần, 6 phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kích thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người gửi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn, khổ sở thêm lên. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút có ghi: Tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ kiêm một đời kiền thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: Ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng: Ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Hiếu tử hiền tôn, chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho hương linh quá cố sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chánh báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người nói rằng: Lúc sanh tiền, ông bà, cha mẹ tôi ăn thịt, uống rượu. Bây giờ đã quá giảng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành, nên họ thẳng tay sát sanh hại vật, cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết dâng lời Phật dạy, học hạnh từ bi của Ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mấu chuyện đáng để lại cho chúng ta noi theo. Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh. Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe vị thầy hoặc sư cô nào đó nói hay, đúng tâm lý của mình thì rủ nhau đi đến nghe. Trong khi đó, về phần mình thì chẳng làm được việc gì, mà chỉ nghe cho thỏa thích vậy thôi. Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình, coi đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì. Trong khi nghe kinh, chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh, lắng nghe những lời Phật dạy, rồi tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải nghe rồi bỏ qua. Chúng ta thấy, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Vừa nghe xong là giác ngộ đắc đạo ngay. Trường hợp nữa, ông Gia Xá, ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Một hôm, ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình. Sau khi tàn cuộc vui, ông nhìn thấy chén bát ngổ ngang, còn các kỹ nữ thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, mồ hôi chảy ra, phấn son loang lổ trên gương mặt. Ông thấy cuộc vui chơi này không thật, cho nên ông mới đi đến gặp Đức Phật. Khi đó Đức Phật giảng cho ông nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Nghe xong, ông liền giác ngộ: Người xưa có tịnh tính, biết quý trọng pháp hết sức đặc biệt, cho nên mới mau giác ngộ đắc pháp. Còn chúng ta xem kinh, nghe pháp không biết bao nhiêu lần mà tại sao không giác ngộ? Tại vì chúng ta xem nghe là để xem nghe vậy thôi. Đa số là học trên lý thuyết,
Cho nên phiền não, sanh tử triền miên, không dứt là vậy. Muốn diệt trừ phiền não, thoát ly sanh tử, chúng ta phải hội đủ ba yếu tố. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Có nghĩa là khi xem kinh, nghe pháp phải thành kính, chú tâm tư duy những lời Phật dạy, rồi đem ra thực hành, thì chắc chắn sẽ thành tựu được quả vô thượng bồ đề. Trong khế kinh, Phật dạy: các tỳ kheo nên biết những người nghèo khó, hình dung xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ách nạn, không được tự do. Phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang, có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó, Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi, bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng hoan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh, nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báu của lòng từ, trong khế kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: bạn bố đức vô ý, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báu vô lượng. Giả sử như có người đêm thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiện thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng, ác thú, thuốc độc không gia hại. 6. Dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. 7. Mạng sống lâu dài. 8. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ, Phật dạy: phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Kế kinh nói: thuở Phật còn tại thế, Ngài thường xuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ đói khát bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh niệm Phật, hành thiền,
tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não, kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thời thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo báo oán. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Trên đời có một số người ỷ mình có quyền thế ngoài xã hội, ỷ mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới không cần phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, đạt độ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đây là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc, mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai về tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: vì thượng cấp hách dịch, ỷ mình làm lớn, chửi mắng đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến nạt độ người giúp việc để ra oai với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn. Đừng cậy có của, đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi. Đừng cậy có của, coi người như rơm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói cư xử có ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mất lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải tự kiềm chế, đừng cứ xử hồ đồ suồng xả, hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác, chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai. Đi đầu này nói đầu nọ, rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Kinh Tập Tạng chép: bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài một kiền liên rằng: thân hình tôi như một khối tịch, không có tay chân, mắt, mũi, lưỡi. Thân tường bị trùng rút, chim bổ cắn rứt mà ăn, đầu đớn vô cùng,
không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sanh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mất phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy: Không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị; người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà; người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm, nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, kêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thóa mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn nóng giận. Thứ tư, không dành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có Hứa Thái Phu Nhân, là thân mẫu của quan hàng Lâm Từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa phóng sanh, thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mệt mỏi. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều chưa hề gián đoạn. Những ngày tuần thất, giỗ quải ông bà và đám cưới cho con cháu, bà đều tổ chức cúng kiến đại khách, toàn là những thức ăn chay lạc. Đến tuổi lục tuần, trước lễ mừng thọ 3 ngày, bà nấu cơm cháo để bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày khánh tuế, bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Bà đại khách toàn bằng món chay tịnh. Nhân dịp chúc thọ, bà tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa và nói vài lời thăm hỏi cảm ơn. Về sau, bà càng khỏe mạnh hơn, con cháu thân quan tiến chức, hết lòng hiếu thảo. Còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. Đó là phước báo hiện tiền cho người có tâm nhân từ. Trái lại, trong kinh Địa Tạng nói: nếu ai sát sanh hại vật, nhóm họp quyến thuộc để uống rượu ăn thịt, đờn ca múa hát, thì đã phạm tội lỗi,
tất phải chuốc lấy tai dạ. Người đời thường gây ác nghiệp, cho nên họ phải chịu nhiều thống khổ vô tận. Đến khi thân hoại mạng chung, thần hồn bơ vơ không nơi nương tựa, mình làm mình chịu, thần thức tự thú tội với diêm vương, quỷ ngưu đầu, mã diện, ngục tốt, chẳng gì để ai, ngày đêm hành tội liên miên. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục nói: thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài Tín Tường Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắt quăng vào núi đao rừng kiếm, phanh da xẻ thịt, đau đớn vô cùng. Ngài về hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như thế? Phật nói: những người đó kiếp trước hay giết người, sát vật, treo móc, bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói: mẹ của Quan Mục vì ăn cá quá nhiều nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết, trời Phật Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo trời Phật Bồ Tát ơi cứu con, cứu sao nổi mà cứu. Chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau. Kinh Pháp Cú nói: mọi loài sợ hình phạt, mọi loài sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Hay là dừng chân thì bóng chẳng theo, dừng tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Trong Luật Nghi Khất Sĩ có dạy: ngày xưa vào mùa đông, các nhà đạo đức từ tâm bắt rặng bỏ trong ống tre, phủ bông gòn cho ấm, cạo bồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lượt nước, vì sợ uống lầm giết mạng di trùng, sự che đèn vì sợ con thiêu thân uổng tử. Ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi, loài nhỏ bé mà còn lòng thương xót bảo hộ dường ấy. Ta nay là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện. Có như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vừa thấy thì phi giấy, thời liền đánh mất tâm. Thị phi tâm trí loạn, niệm Phật tâm trí an. Thị phi thêm thù oán, niệm Phật thân tâm nhàn. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi xem kinh, nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời hay hơn là đâm thọc, phá hoại, làm cho người thù kẻ oán, mang họa sát thân, đời sau phải chịu cảm quả báo đau khổ khôn cùng ở chốn địa ngục. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục nói: tuở Phật còn trụ thế, một hôm ngài Tín Tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn hoàng sắc nóng, cổ bức toàn thân, oằn oại trên la, chết đi sống lại, hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, ngài về hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo: lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời đâm thọc, xuyên tạc, phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó Phật dạy tứ chúng: các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sai quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật
để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiền nhân kệ rằng: lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói từng giết chết được người. Cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chay chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lưỡi không thưa thốt lời. Trong sự thế hàng ngày cũng như giao tế trong kinh doanh, nhà văn Hoàng Xuân Diệt nói: chúng ta nhiều khi nói năng và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác là chúng ta chọc thiên hạ ghét ta nhiều hơn là làm cho họ quý mến. Tại sao họ dễ ghét ta nhiều hơn là thương? Tại vì khi tiếp xúc với họ, ta nói năng vụng về, cười cợt lả lơi, tường cướp lời người, mất hết lịch sự, thiếu luôn lễ độ, ăn uống thô tháo, mặc đồ xốc xếch, xét đoán chủ quan, tánh hay tự ái, lại thích trấn áp, ngó ngang liếc dọc, đâm thọc, nhìn người ta với cặp mắt soi mói, vân vân. Đó toàn là những thứ chống đối lại với kẻ khác. Như thế thử hỏi, làm sao họ có thiện cảm với ta? Khi họ đã có ác cảm với ta, thì trông mong gì họ nghe ta nói và giúp ta điều gì? Giữa ta và họ coi như rút cầu. Có vô số trường hợp chỉ cần sơ ý một chút là họ sẽ ghét ta ngay. Muốn cho kẻ khác bằng mặt và bằng lòng quý mến ta thì ta phải nỗ lực chế ngự những khuynh hướng trên. Đừng tỉ mỉ, bắt bẻ, tự cao phê bình cho người ta là thiếu khả năng, không chuyên môn, non kinh nghiệm, lỗi tời, nói bậy, sai lầm, làm ẩu, ngu si. Nghe như vậy mấy ai còn được sự bình tĩnh để nói chuyện với ta. Trong khi tranh luận, chúng ta phải bình tĩnh nhẫn nại, lấy trí huệ phán xét vấn đề nhằm tìm ra chân lý, chứ không phải để ăn thua. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận nên tập nhường lời, biết bỏ qua những sai sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng rồi ân cần khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời dạng của người xưa cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng. Cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta với người. Sự cãi lẫy, đôi co, ẩu đả là do tính chủ quan thường khiến cho người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ dở. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, huênh hoang, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương.
Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được bốn điều lợi như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên, trăng hoa lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải trăng khuyên từ từ, gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lầu lầu. Ngược lại, trong kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim sa sẻ, bồ câu, uyên ương, khi được làm người phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm tường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ: dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mất tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi lộn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chánh. Luận trí độ, cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân, tội bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn diều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm kiếp bằng cùng, quan lẫn thế dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ dân, gái lẫn lơ tiếng huyển lời đờn, hòa có chủ đều bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi,
bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đấng Nam Nhi học lấy điều côn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền. Niệm Phật mà tạo lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên đòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sâu vinh hiển. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác, là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, gieo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian sinh cầu cứu. Đó là nói đến tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô dạ thương khám được những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có các vị quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục. Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau, và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong khế kinh nói: Thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử, ai ai cũng biết không sát sanh, ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt. Nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh, ăn thịt từ thuở còn nhỏ, nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. A. Lo sợ phải gặp chiến tranh. Xin hỏi mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ, khi đặt chén thịt trước mặt mình, nên quán: lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chóc đến vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. B. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2: một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng: chén thịt này con vật lúc bị người mua bắt trói, dắt đi làm thịt, hình ảnh keo gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bị bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. C. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước thứ 3: giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng: sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu, cắt cổ, bầm sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại, bầm sắt, chiên nấu, chén thịt này tôi thật không dám ăn. Nếu quán tưởng được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh, ăn thịt nữa,
mà còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai, chữ giới, bố thí, phóng sanh, cứu độ mọi loài để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sanh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều, người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết cúng dường, bố thí, kiếp sau hướng được cảnh giàu sang, chứ không hóa giải nổi nghiệp sát sanh. Muốn hóa giải nghiệp sát, chỉ có cách trì trai, chữ giới phóng sanh mới có thể hóa giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, phải lãnh thọ ác báo, bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường. Muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên, trong kinh Phật dạy chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình nên cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới, ăn chay, phóng sanh, họ không màng đến. Đợi khi chết chóc, khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành, phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường, bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật, phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như vậy mới mong khi chết được nhẹ nhàng, an lạc. Nhân quả, tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và băng thuyết pháp cho họ xem, nghe cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ trả lời rằng: con không dám xem kinh, nghe pháp, vì khi xem nghe rồi, thấy làm việc chi cũng đều có tội. Tôi nói: thật ra nghĩ lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm, chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn, tai nạn, oan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói: con bận công chuyện suốt ngày, không có thì giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói: quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chớ có thời giờ xem phim, nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thật sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy, chớ khi đã muốn rồi thì môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy nhiều đáng thương, lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau đến thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh, gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao người chung quanh. Vì thế, khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui, còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Khi hành giả giữ gìn giới luật được trọn vẹn, thời thân tâm an lạc, nhẹ nhàng giống như người đau gặp thuốc hay, tiêu trừ hết bệnh phiền não,
thân tâm được an ổn, vững vàng không còn lo sợ gì nữa. Chư Phật, Bồ Tát và Thinh Văn đều nhờ giữ giới luật mà đạt đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu, giải thoát. Thế mà đời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng. Nói đến giới luật họ không ưa thích, cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười, không phù hợp trào lưu tiến hóa. Ôi, các nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ. Muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga, lại chê cái nền móng là vô ích. Bảo sao Phật Pháp không suy đồi, nhân loại điêu linh, chúng sanh khổ ải. Vì thế, trong kinh Lăng Nghiêm nói, người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo. Như thế, đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào. Người giữ giới được Thiên Long ủng hộ, ngoại ma khiếp phúc. Quyển Thập Thiện Nghiệp này tuy là giáo lý căn bản, nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất nhân quả, nghiệp báo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, lại còn đáp ứng được những thắc mắc như sát sanh bị quả báo gì và không sát sanh hưởng được phước báo gì, cho đến giới không trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Mỗi giới đều nêu rõ lành dữ, tội phước ở trong đó. Chẳng những thế thôi, còn cho chúng ta biết được gieo nhân gì, gặt quả chi. Vì vậy, quý Phật tử khi nghe đọc quyển Thập Thiện Nghiệp này, nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tường tận, chịu khó nghe nhiều lần. Như vậy mới nhận ra được sự di diệu vô biên của Pháp Bảo, rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly ác nghiệp, đạo quả chóng viên thành. Luật quả báo chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ do mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội. Kinh A Hàm nói, một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi bạn chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: Đại Dương, nên biết trên đời có bốn hạng người. Một là từ tối đi vào tối, hai là từ tối đi ra sáng, ba là từ sáng đi vào tối, bốn là từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sanh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm nhiều việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn. Thế nào từ chỗ tối đi đến chỗ sáng? Là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước, nên ăn năn sám hối, phát tâm cúng dường, bố thí làm lành, lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sanh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hóng hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng
đi vào bóng tối nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí, cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp, thanh cao hơn. Phóng sanh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sanh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi, rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm mà người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ, thật là đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết, những kẻ chê bai, chỉ trích thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng những kẻ săn bắt, buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Này khuyến khích nhiều người làm việc phóng sanh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại, cho dù không có ai làm việc phóng sanh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú, bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải bán cho những người phóng sanh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sanh có thiện báo của việc phóng sanh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải là do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra, còn ta làm việc phóng sanh là xuất phát từ tâm từ bi, thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời, cá nước, mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay nhiều con, đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày ta ra chợ mua cá thịt về ăn. Hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại, ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng và để dành tiền mua vài con cá còn sống rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc làm bây giờ là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sau ngừng không tái phạm, như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn. Cũng như người làm ruộng, gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sanh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm. Dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Thuở Phật còn trụ thế, ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm
có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ giếng Phật. Nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực, nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ, dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống đình múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến giếng Phật nghe pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh, đến sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ, vất vả và lăn lội đến nay mới tới. Tuy đứng gần bên ta, nhưng cách xa ngàn dặm. Nhân đó Phật dạy, thân này là bất tịnh, do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp, phải lợi dụng đó mà làm lợi ích cho chúng sanh. Xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới công sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện diệt chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sanh nở được. Sư xúc động quá, liền về bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo, sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên, nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sanh được em bé bình an. Song nghiệp sát thật là khó giữ. Vì sự ăn uống hàng ngày, người ta phải sát sanh hại vật, có ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm. Trong kinh Địa Tạng dạy, tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều gây thành nghiệp. Mỗi bước đi, từng hớp nước có vô số vi trùng phải hy sinh vì mình. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, hóa giải bớt oan nghiệp, để có các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết Bàn dạy, thời kỳ đầu Phật tạm dùng phương tiện cho ăn ngủ tịnh nhục. Thứ nhất, không thấy con vật bị giết. Thứ hai, không nghe tiếng kêu la của chúng. Thứ ba, không nghi người ta giết cho mình ăn. Thứ tư, con thú tự nó chết. Thứ năm, con thú này ăn thịt con thú kia còn dư. Đó là năm thứ thiệt để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo, chưa quen ăn chay, tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào, vì người ăn thịt đoạn mất căn lành, không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói,
Những người ăn thịt dù được khai ngộ, nhưng đến khi hết phước báu, ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải là đệ tử của ta. Kinh Lăng Già Phật dạy: Này Mahamati, thức ăn của người trí không phải là thịt và máu. Do đó, thịt của trâu, chó, bò, heo, gà, vịt, tôm, cá, hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ Tát không nên ăn. Này Mahamati, vị Bồ Tát an trụ trong đại bi, thương chúng sanh như đứa con độc nhất, cho nên phải kiêng ăn thịt. Lời Đức Phật nói quả thật là đúng. Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh được? Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn căn dặn: Này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đang diệt dân thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Cổ đức cũng vậy, một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc có thành. Vì miệng hay nói dối có lập thân danh. Quả thật lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói: Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Dạng. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Dạng sa cơ thất thế bị giặc bắt. Cũng lúc ấy nước Tống bị thiên tai, Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Dạng. Nam Cung Trường Dạng được thả về nước. Tống Mẫn Công nói đùa: Trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng đứa đâu. Thấy Nam Cung Trường Dạng lùi ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Bộc đối với Tống Mẫn Công: Chúa Công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh dợn hay dẫn đến sự phản nghịch. Tống Mẫn Công trả lời: Ta với Nam Cung Trường Dạng rất thân thiết, khanh chớ có sợ. Một hôm Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Dạng, để đắc ý nói đùa giỡn: Ngươi là tên tù, chẳng làm được việc gì thì làm sao đánh thắng được ta? Nam Cung Trường Dạng tức giận đứng lên nói: Kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua, nhưng có thể giết vua. Nói xong lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công, chết ngay tại chỗ rồi làm loạn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ nó xảy ra án mạng là do đối chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác, đưa đến mất mạng. Nên người xưa dạy: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đối dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người thời phạm. Trong kinh Chánh Niệm Xứ nói: Nếu ai hay dùng lời nói giả dối não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm. Khi sinh lên nhân gian, bị quả báo không tai, mắt, mũi, lưỡi. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Ly, khi sinh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi.
Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: do ác nghiệp gì cậu ta mất phải quả báo như thế? Phật đáp: lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan sự kiện, giận của hối lộ, đối sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mất quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ có tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho hàng đệ tử thấy được sự tai hại của sự nói dối, trong kinh A Hàm nói: tuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi: này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Còn nghĩ thế nào, nước trong đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy ta nói rằng đạo cũng người kia mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện, thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện, thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La nên biết, người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, ta đuốc viên sắt nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp, thiện hay là bất thiện. Nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Thứ nhất, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Thứ hai, được người đời tin phục. Thứ ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Thứ tư, thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh. Thứ năm, được ý vui tù tán, ba nghiệp thanh tịnh. Thứ sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Thứ bảy, mở lời tôn trọng dân thiên dân làm. Thứ tám, trí tuệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ,
chớ buông lòng hung dữ điêu ngoa. Ngược xuôi láo sượt lời ma, đối qua nối lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nối nâng thông suốt hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nối ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận trí độ dạy, giọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. 3. Dù nói thật chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồ cấp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng dâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung, đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người các căn tiếu sót. Thằng ôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ đức có khuyên rằng, ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm tựa huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều ngoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lễ chí công, mà ăn ở nói năng chơn chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó trước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu trành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ treo. Đối với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. Tại sao phải phóng sinh, phóng sanh? Tức là trả nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung chứa hết được. Trong kiếp này, chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, huống chi là nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết rằng, luật nhân quả có nợ phải trả, có tội phải đền. Nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp, sao không kịp thời ăn năn sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả oan gia túc trái trong muôn một ư. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, phóng chư sanh mạng, bệnh đắc tự chủ, chúng nạn giải thoát, phóng sinh tu phước, linh độ khổ ách, phất tào chúng nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể tính đến. Trong khế kinh nói, nếu người nào thường làm việc phóng sinh, thời hưởng được 10 phước báo như sau. 1. Không có đao binh kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. 2. Trường thọ khỏe mạnh, ít bệnh. 3. Tránh được thiên tai hoạn nạn. 4. Con cháu đời đời hương thịnh. 5. Chư thiên gia hộ, sở cầu đều toại nguyện. 6. Quan lộc hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, chư Phật hoan hỷ, các loài vật cảm ơn. 8. Giải oán mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu vô não. 9. Hỷ khí kiết tường, bốn mùa an ninh. 10. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời hưởng nhiều phước báu. Nếu kim tu tịnh độ thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ còn nhiếp phục được tà thần, thứ dữ, làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh,
chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng, thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài tu không được, liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy: các con nên khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, quay trở lại rừng tu tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Trong số các đệ tử Phật, tôn giả tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quan sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sinh tâm niệm ác, thời tôn giả thà diệt đói chớ không đi. Vì nhìn lại thuở quá khứ, ngài sinh tâm niệm ác khi thấy một tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do nghiệp ác đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy bán mà bị sa vào ác đạo như ngài thuở xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tựa cây kim, ăn uống không được, đối cát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở như thế này? Ngài Mục Liên đáp: tại vì đời trước người tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ vét những của phi nghĩa nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chớ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói: thuở Phật, có ông trưởng giả có của cải vô số, nhưng ông ta không biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ nên nhập định thấy bảy đời liên tục ông ta không tạo được chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay, không lo tạo thêm nhân lành lại gây ác nghiệp tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp sau bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,
mà không hay biết, thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn những chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu. Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ dội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Đúng như trong kinh Pháp Cú thí dụ nói: thuở Phật, ở thành Xá Vệ có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ bát quan trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng, rửa mặt. Lúc đó, có tên ăn trộm chạy đến quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông, nên họ hỏi: có phải ngươi là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải về ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy, họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ách nạn, sanh lên vàng cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời Pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Hoàng. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì già nhà chẳng cần đóng cửa, của trời không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, dần dần yên ổn. Thật không có gì vui sướng hơn. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hướng được 10 pháp lành như sau. 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề. Nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham. Người tu của cải chớ ham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta.
ai không trộm cướp của ai. Tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung điện thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người kênh kẻ oán, tâm trí bất an, thường dướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung, đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa bản, sanh làm ngạ quỷ, đối khát, khổ ngặt không thể đối hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm, hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, trà sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói trách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đói, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Này đức huệ từ bi đã rồi, vào thân tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, dạy ta nên làm chuyện thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Người nào giữ được đức khiêm cung thì loại trừ được ngũ quỷ: tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lĩnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật. Thánh thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ, chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoài cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp, nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng, phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo léo bàn luận, thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ, ngang ngược, thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả, hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói: lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người diện lý do cầu cho mình được bình an,
Như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy, nhưng không dám nói ra vì sợ thiên hạ nói mình chống lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức, biện tài, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ hoan hỷ tín thọ phụng hành, nhưng cũng có người không muốn nghe còn chống đối lại, điển hình như Đề Bà Đạt Đa. Cho nên kinh Phật có câu Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là Đức Phật chỉ hóa độ được những chúng sanh có duyên với Ngài, còn không có duyên thì không độ được. Chẳng hạn như trường hợp vợ ông trưởng giả Cấp Cô Độc, Phật và chư thánh tăng không độ được, nhưng tôn giả La Hầu La lại độ được bà quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Chư tăng thấy thế lấy làm lạ, hỏi Phật nguyên do tại sao. Phật nói: sở dĩ La Hầu La độ được vợ ông Cấp Cô Độc là vì trong nhiều kiếp trước La Hầu La đã từng làm con của bà. Truyện trên cho chúng ta thấy, gặp trường hợp mình nói lẽ phải mà người ta không nghe, chứng tỏ rằng ta không có duyên với họ thì chớ có tranh cãi làm chi cho sanh phiền muộn. Hơn nữa, các pháp nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chúng ta chỉ là trò huyễn hóa, vô thường giả tạm. Cho dù đúng sai, tốt xấu, được mất, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chúng ta chớ có cưỡng cầu, làm chi để rồi tạo thêm nghiệp chướng. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm Xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối. Từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa, người gần đều kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế. Dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra được gặp thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa liền nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Thứ nhất, được thân bất hoại, không ai hại được. Thứ hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô tượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh Thành Thật nói: nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo, Phật dạy: làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục, sanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu ai cũng ghê sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Thang ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng: ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt,
Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia dị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sâu rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị Sa Môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Diệt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: "Có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không?" "Thưa phải." "Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu?" Cá buồn bã trả lời: "Kiếp sau sanh vào địa ngục." Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật: "Do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê?" "Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sinh được một cậu con trai đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: "Trong nước có ai học bằng con không?" "Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con ngoài các vị sa môn." "Sao con không đến đó học?" "Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được." "Con giả làm thầy tu, dù đó học xong rồi về, có gì mà sợ." Nghe lời mẹ nói có lý, liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông Tam Tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cầu hỏi: "Sở học của con bằng các vị sa môn chưa?" "Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chứ vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa." Bà ta nghe qua nổi giận nói: "Sao con không học?" "Mẹ nên biết, thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu thua thì cứ chửi." "Người ta tu hiền lành, con chửi không đành." "Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được." Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền đổi nóng tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: "Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế." Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều trùng mình rợn gáy, bị thương giao cảm, đồng thanh nói: "Tất cả chúng ta đối với thân khẩu ý phải thận trọng, chớ có tác ý nói làm việc ác." Những người đánh cá thấy thế liền đến trước Phật thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn theo Phật tu học. Không bao lâu đắc quả A-la-hán. Hàm chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ con đường diệt vong. Ca Tỳ Lê vì tam công, đặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo dập dồn, đọa vào súc loại sát hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành phải lãnh lấy các ác báo như thế. Cho nên có câu: "Thà rằng khuấy đục ngàn sông, chớ đừng khuấy động tấm lòng người tu." Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: "Này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tín, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly." Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy người ngán sợ,
cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai, châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi hốt lại dễ nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, đổi ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong kinh Phạm Võng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ nhiều đời chết đi và tái sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chớ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi, mình chửi lại, đó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác suối họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào gánh tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi nghe người ta nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, nhìn chung ta họ khác chi nhau. Bởi thế nên tôi cứ mỉm cười, dầu ai chửi mắng vẫn vui tươi. Mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười, 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 giữ. Thay đổi cuộc đời bắt đầu từ những lời nói. Người xưa có câu: miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể thốt ra những lời sát thương. Những điều chúng ta nói phản ánh rõ nhất về cuộc sống của ta. Không có chuyện khẩu xà tâm Phật, bởi đó chỉ là lời biện minh của những kẻ ích kỷ, thiếu hiểu biết. Thực tế cho thấy, những người thường xuyên nói lời tích cực đều có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Còn những người thường xuyên thở dài thì dường như làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Đó là bởi vì lời nói của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Lời nói tích cực sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tươi sáng, trong khi những lời tiêu cực lại có thể gây ra sự bất hạnh. Trong tác phẩm của Lỗ Tấn có một nhân vật bi kịch nổi tiếng là Tường Lâm. Người phụ nữ này có một cuộc sống khốn khổ và cô luôn bất bình với cuộc sống của mình. Chính vì thế, gặp ai cô cũng than mình bất hạnh, oán trách cuộc đời bất công. Lúc đầu mọi người cũng thông cảm với cô ấy. Theo thời gian, mọi người xung quanh cảm thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên và bắt đầu sinh ra ác cảm với cô. Trong cuộc sống có rất nhiều người giống như Tường Lâm vậy, luôn than phiền rằng cuộc sống của mình thật khó khăn, số phận thiếu công bằng. Những người như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ khó nhận được sự chào đón. Than vãn vốn chẳng thể khiến con người ta hạnh phúc, may mắn, vui vẻ hay khỏe mạnh hơn, mà than vãn kéo dài còn khiến người đó càng thêm tiêu cực, còn người lắng nghe thì cảm thấy mệt mỏi chẳng kém. Những lời than thở giống như một liều thuốc độc, mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn sẽ chẳng thể nào sống tốt đẹp hơn được. Thay vì tốn thời gian để than phiền, tại sao không nghĩ cách để thoát khỏi rắc rối của mình? Ngôn ngữ có thể thay đổi số mệnh con người. Những gì chúng ta nói ra khỏi miệng rất có thể sẽ trở thành lời tiên tri về số phận của chúng ta. Cho dù là cuộc sống hiện tại có như ý hay không, quan trọng nhất là tâm thái của chúng ta
có tích cực hay không. Đời người nên bớt tiếng thở dài, bớt phàn nàn, có thái độ lạc quan, tâm thái tích cực và cho đi nhiều hơn. Chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn. Tất nhiên, sống ở đời làm sao tránh được những chuyện không được như ý muốn của mình. Nhưng bạn bắt buộc phải chấp nhận và làm quen với một cuộc sống không hoàn hảo như vậy. Bởi nếu như ngày nào bạn cũng vui vẻ, cũng phấn khởi, thì chắc chắn cuộc sống một màu như vậy sẽ nhàm chán biết bao nhiêu. Hãy coi những chuyện không vui, không như mong muốn là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Có ngọt ngào thì phải có thêm cay đắng, chua mặn. Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc, có màu bạn thích và cũng có màu bạn không thích. Vì vậy, hãy cố gắng dung hòa tất cả. Đừng chuyện bé xé ra to, đừng chỉ mãi than thở về cuộc sống. Hãy gói ghém những chuyện to trở thành chuyện bé, biến chuyện bé thành không có gì. Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng là với những ai biết cách sống. Chúng sanh bị não hại, lão tử nghiệp trả dây, bậc bi trí giải thoát, không giết hại chúng sanh. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên tránh xa các dục, dứt ái được an ổn. Trưởng giả nghe Phật thuyết pháp xong, liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Ở thế gian, có lắm già đến ngày đám giỗ tuột thất thì giết bổ rất nhiều trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá. Tổ chức yến tiệc linh đình, đấu nướng bày chẻ để thứ món ăn đặt lên bàn thờ, cũng giái ông bà, cha mẹ, thân dân quá giảng về ăn. Nhưng khi đêm xuống, cá thịt vẫn còn nguyên, rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi giả, đánh lộn la lối ôm sồn. Thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong kinh Địa Tạng dạy, con người sau khi chết, thần hồn chớ vẫn mịt mờ, lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành, hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì bảy phần công đức người mất hưởng được một phần, sáu phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kích thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người cởi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn, khổ sở thêm lên. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút có ghi: Tịnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiệt thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: Ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng: Ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Hiếu tử hiền tôn, chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho hương linh quá cố sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chánh báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người nói rằng: Lúc sanh tiền, ông bà, cha mẹ tôi ăn thịt, uống rượu. Bây giờ đã quá giảng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành, nên họ thẳng tay sát sanh hại vật, cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường.
Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết vâng lời Phật dạy, học hạnh từ bi của Ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mấu chuyện đáng để lại cho chúng ta noi theo. Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh. Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe vị thầy hoặc sư cô nào đó nói hay, đúng tâm lý của mình thì rủ nhau đi đến nghe. Trong khi đó, về phần mình thì chẳng làm được việc gì, mà chỉ nghe cho thỏa thích vậy thôi. Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình, coi đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì. Trong khi nghe kinh, chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh, lắng nghe những lời Phật dạy, rồi tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải nghe rồi bỏ qua. Chúng ta thấy, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho năm anh em ông Kiều Trần Dư. Vừa nghe xong là giác ngộ đắc đạo ngay. Trường hợp nữa, ông Gia Xá, ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Một hôm, ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình. Sau khi tàn cuộc vui, ông nhìn thấy chén bát ngổ ngang, còn các kỹ nữ thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, mồ hôi chảy ra, phấn son loang lổ trên gương mặt. Ông thấy cuộc vui chơi này không thật, cho nên ông mới đi đến gặp Đức Phật. Khi đó Đức Phật giảng cho ông nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Nghe xong, ông liền giác ngộ. Người xưa có tịnh tính, biết quý trọng pháp hết sức đặc biệt, cho nên mới mau giác ngộ đắc pháp. Còn chúng ta xem kinh, nghe pháp không biết bao nhiêu lần mà tại sao không giác ngộ? Tại vì chúng ta xem nghe là để xem nghe vậy thôi. Đa số là học trên lý thuyết, cho nên phiền não, sanh tử triền miên không dứt là vậy. Muốn diệt trừ phiền não, thoát ly sanh tử, chúng ta phải hội đủ ba yếu tố. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Có nghĩa là khi xem kinh, nghe pháp phải thành kính, chú tâm tư duy những lời Phật dạy rồi đem ra thực hành thì chắc chắn sẽ thành tựu được quả vô thượng bồ đề. Trong khế kinh Phật dạy: các tỳ kheo nên biết những người nghèo khó, hình dung xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ách nạn, không được tự do, phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang, có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó, Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi, bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng hoan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báu của lòng từ, trong khế kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được.
Nhân đây Phật nói kệ: Bạn bố đức vô ý, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báu vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời phạm thiên. Trong kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: Nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiện thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng, ác thú, thuốc độc không gia hại. 6. Dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. 7. Mạng sống lâu dài. 8. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời phạm thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ, Phật dạy phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Kế kinh nói: Thuở Phật còn tại thế, Ngài thường xuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ đói khát bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong 10 phương, đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não, kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thời thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo báo oán. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Trên đời có một số người ỷ mình có quyền thế ngoài xã hội, ỷ mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới không cần phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, đạt độ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đây là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc. Mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai về tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: Vì thượng cấp hách dịch, ỷ mình làm lớn, chửi mắng đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhột, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ.
lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến nạt độ người giúp việc để ra oai với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn. Đừng cậy có của, đa gôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi. Đừng cậy có của, coi người dư trơm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói cư xử có ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kể cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mất lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người không ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ suồng xả. Hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác, chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai. Đi đầu này nói đầu nọ, rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Kinh Tập Tạng chép: bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối tịch, không có tay chân, mắt, mũi, lưỡi. Thân tường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sanh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy để mất phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy: không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm, nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, kêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thóa mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn nóng giận. Thứ tư, không dành phần phải về mình. Thứ năm,
không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có Hứa Thái Phu Nhân là thân mẫu của quan hàng Lâm Từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa phóng sanh, thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mệt mỏi. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều chưa hề gián đoạn. Những ngày tuần thất, giỗ quải ông bà và đám cưới cho con cháu, bà đều tổ chức cúng kiến đại khách, toàn là những thức ăn chay lạc. Đến tuổi lục tuần, trước lễ mừng thọ 3 ngày, bà nấu cơm cháo để bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày khánh tuế, bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Bà đại khách toàn bằng món chay tịnh. Nhân dịp chúc thọ, bà tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa và nói vài lời thăm hỏi cảm ơn. Về sau, bà càng khỏe mạnh hơn, con cháu thăng quan tiến chức, hết lòng hiếu thảo. Còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. Đó là phước báo hiện tiền cho người có tâm nhân từ. Trái lại, trong kinh Địa Tạng nói, nếu ai sát sanh hại vật, nhóm họp quyến thuộc để uống rượu, ăn thịt, đờn ca, múa hát, thì đã phạm tội lỗi, tức phải chuốc lấy tai vạ. Người đời thường gây ác nghiệp, cho nên họ phải chịu nhiều thống khổ vô tận. Đến khi thân hoại mạng chung, thần hồn bơ vơ, không nơi nương tựa, mình làm mình chịu, thần thức tự thú tội với Diêm Vương, Quỷ Ngưu Đầu, Mã Diện, Ngục Tốt, chẳng gì để ai, ngày đêm hành tội liên miên. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục nói, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Tín Tường Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắt quăng vào núi đao, rừng kiếm, phanh da xẻ thịt, đau đớn vô cùng. Ngài về hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như thế? Phật nói, những người đó kiếp trước hay giết người, sát vật, treo móc, bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói, mẹ của Quan Mục vì ăn cá quá nhiều nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết, trời Phật Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo trời Phật Bồ Tát ơi cứu con, cứu sao nổi mà cứu. Chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau. Kinh Pháp Cú nói, mọi loài sợ hình phạt, mọi loài sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Hay là dừng chân thì bóng chẳng theo, dừng tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Trong Luật Nghi Khất Sĩ có dạy, ngày xưa vào mùa đông, các nhà đạo đức từ tâm bắt rặng bỏ trong ống tre
phủ bông gòn cho ấm, cạo bồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lượt nước, vì sợ uống lầm giết mạng di trùng, sự che đèn, vì sợ con thiêu thân, uổng tử. Ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi. Loài nhỏ bé mà còn lòng thương xót bảo hộ dường ấy. Ta nay là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện. Có như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vừa thấy thì phi giấy, thời liền đánh mất tâm. Thị phi tâm trí loạn, niệm Phật tâm trí an. Thị phi thêm thù oán, niệm Phật thân tâm nhàn. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi xem kinh, nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời, hay hơn là đâm thọc, phá hoại, làm cho người thù kẻ oán, mang họa sát thân, đời sau phải chịu cảm quả báo đau khổ khôn cùng ở chốn địa ngục. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục nói: tuở Phật còn trụ thế, một hôm ngài tiến tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn hoàng sắc nóng, cổ bức toàn thân, oằn oại trên la, chết đi sống lại, hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, ngài về hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo: lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời đâm thọc, xuyên tạc, phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó Phật dạy tứ chúng: các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiền nhân kệ rằng: lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói từng giết chết được người, cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chay chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lưỡi không thưa thốt lời. Trong sự thế hàng ngày cũng như giao tế trong kinh doanh, nhà văn Hoàng Xuân Việt nói: chúng ta nhiều khi nói năng và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác là chúng ta chọc thiên hạ ghét ta nhiều hơn là làm cho họ quý mến. Tại sao họ dễ ghét ta nhiều hơn là thương? Tại vì khi tiếp xúc với họ, ta nói năng vụng về, cười cợt lả lơi, tường cướp lời người, mất hết lịch sự, thiếu luôn lễ độ, ăn uống thô tháo, mặc đồ xốc xếch, xét đoán chủ quan, tánh hay tự ái, lại thích trấn áp, ngó ngang liếc dọc, đâm thọc, nhìn người ta với cặp mắt soi mói, vân vân. Đó toàn là những thứ chống đối lại với kẻ khác. Như thế thử hỏi, làm sao họ có thiện cảm với ta? Khi họ đã có ác cảm với ta, thì trong mong gì họ nghe ta nói và giúp ta điều gì? Giữa ta và họ coi như trúc cầu. Có vô số trường hợp chỉ cần sơ ý một chút là họ sẽ ghét ta ngay. Muốn cho kẻ khác bằng mặt và bằng lòng quý mến ta, thì ta phải nỗ lực chế ngự những khuynh hướng trên. Đừng tỉ mỉ, bắt bẻ, tự cao phê bình cho người ta là thiếu khả năng, không chuyên môn, đòn kinh nghiệm, lỗi tời, nói bậy, sai lầm, làm ẩu, ngu si. Nghe như vậy, mấy ai còn được sự bình tĩnh để nói chuyện với ta? Trong khi tranh luận, chúng ta phải bình tĩnh nhẫn nại, lấy trí huệ phán xét vấn đề, nhằm tìm ra chân lý, chứ không phải để ăn thua. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận nên tập nhường lời,
biết bỏ qua những sai sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng rồi ân cần khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời dặn của người xưa cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng. Cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta với người. Sự cãi lẫy đôi co, ẩu đả là do tính chủ quan thường khiến cho người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ vỡ. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, huênh hoang, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng, con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được bốn điều lợi như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên, trăng hoa lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải trăng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lầu lầu. Ngược lại, trong kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh dao gậy đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim sa sẻ, bồ câu, uyên ương, khi được làm người phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, tường dướng ách nạn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm tường lo sợ,
nhiều khổ ít vui. Phật lại nói bài kệ: Dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ già chết non, mất tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi lộn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng trung, trai thời vợ chẳng trinh chánh. Luận trí độ, cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân, tội bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn diệu thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm kiếp bằng cùng, quan lẫn thế dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ dân, gái lẫn lơ tiếng huyển lời đờn, hòa có chủ đều bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn, đấng nam nhi học lấy điều côn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền, niệm Phật mà tạo lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên đòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sâu vinh hiển. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác, là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, gieo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian sinh cầu cứu. Đó là nói đến tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương khám được những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục đao sơn, hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có các vị quỷ sứ hành hình những tội dân ở chốn địa ngục. Trong cái biển cổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi, họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau, và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong khế kinh nói: Thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi,
phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh, niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử, ai ai cũng biết không sát sanh, ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt. Nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh, ăn thịt từ thuở còn nhỏ, nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. A. Lo sợ phải gặp chiến tranh. Xin hỏi mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ, khi đặt chén thịt trước mặt mình, nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chóc đến vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. B. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng: chén thịt này con vật lúc bị người mua bắt trói dắt đi làm thịt, hình ảnh keo gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bị bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. C. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước thứ 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng: sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu, cắt cổ, bầm sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại, bầm sắt, chiên nấu, chén thịt này tôi thật không dám ăn. Nếu quán tưởng được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh, ăn thịt nữa, mà còn phát lồ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại. Đồng thời phát tâm Bồ Đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai, chữ giới, bố thí, phóng sanh, cứu độ mọi loài để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sanh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều, người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết cúng dường, bố thí, kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không hóa giải nổi nghiệp sát sanh. Muốn hóa giải nghiệp sát, chỉ có cách trì trai, giữ giới phóng sanh mới có thể hóa giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, phải lãnh thọ ác báo, bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường, muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên, trong kinh Phật dạy chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình nên cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới, ăn chay, phóng sanh, họ không màng đến. Đợi khi chết chóc, cổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành, phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường, bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật, phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như vậy mới mong khi chết được nhẹ nhàng, an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và băng thuyết pháp cho họ xem, nghe cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ trả lời rằng: con không dám xem kinh, nghe pháp, vì khi xem nghe rồi, thấy làm việc chi cũng đều có tội. Tôi nói: thật ra, nghĩ lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may,
thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm, chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn, tai nạn, oan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói, con bận công chuyện suốt ngày, không có thì giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói, quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chớ có thời giờ xem phim, nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thật sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Chớ khi đã muốn rồi thì môi trường nào cũng có thể xem kinh, nghe pháp được. Có nhiều người thấy nhiều đáng thương, lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau đến thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng, thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh, gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao người chung quanh. Vì thế, khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui, còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Khi hành giả giữ gìn giới luật được trọn vẹn, thời thân tâm an lạc, nhẹ nhàng giống như người đau gặp thuốc hay, tiêu trừ hết bệnh phiền não, thân tâm được an ổn, vững vàng không còn lo sợ gì nữa. Chư Phật, Bồ Tát và Thinh Văn đều nhờ giữ giới luật mà đạt đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu, giải thoát. Thế mà đời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng, nói đến giới luật họ không ưa thích, cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười, không phù hợp trào lưu tiến hóa. Ôi, các nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ. Muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga, lại chê cái nền móng là vô ích. Bảo sao Phật Pháp không suy đồi, nhân loại điêu linh, chúng sanh khổ ải. Vì thế, trong kinh Lăng Nghiêm nói, người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo. Như thế, đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào. Người giữ giới được Thiên Long ủng hộ, ngoại ma khiếp phúc. Quyển Thập Thiện Nghiệp này tuy là giáo lý căn bản, nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất nhân quả, nghiệp báo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, lại còn đáp ứng được những thắc mắc như sát sanh bị quả báo gì và không sát sanh hưởng được phước báo gì, cho đến giới không trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Mỗi giới đều nêu rõ lành dữ, tội phước ở trong đó. Chẳng những thế thôi, còn cho chúng ta biết được gieo nhân gì, gặt quả chi. Vì vậy, quý Phật tử khi nghe đọc quyển Thập Thiện Nghiệp này, nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tường tận, chịu khó nghe nhiều lần. Như vậy mới nhận ra được sự vi diệu vô biên của Pháp Bảo. Rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly ác nghiệp, đạo quả chóng viên thành. Luật quả báo chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi có trái từ bi,
gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ do mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội. Kinh A Hàm nói, một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi bạn chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: Đại Dương, nên biết trên đời có bốn hạng người. Một là từ tối đi vào tối, hai là từ tối đi ra sáng, ba là từ sáng đi vào tối, bốn là từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sanh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm nhiều việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn. Thế nào từ chỗ tối đi đến chỗ sáng? Là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước, nên ăn năn sám hối, phát tâm cúng dường, bố thí làm lành, lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sanh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hóng hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí, cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp, thanh cao hơn. Phóng sanh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sanh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi, rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm và người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ, thật là đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết, những kẻ chê bai, chỉ trích thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng, những kẻ săn bắt, buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Này khuyến khích nhiều người làm việc phóng sanh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại, cho dù không có ai làm việc phóng sanh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú, bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải bán cho những người phóng sanh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sanh có thiện báo của việc phóng sanh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải là do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra, còn ta làm việc phóng sanh là xuất phát từ tâm từ bi thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh.
Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời, cá nước, mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay nhiều con, đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày ta ra chợ mua cá thịt về ăn. Hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng và để dành tiền mua vài con cá còn sống rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc làm bây giờ là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sau ngừng không tái phạm, như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn. Cũng như người làm ruộng, gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sanh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm. Dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Thuở Phật còn trụ thế, ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật. Nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực, nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ, dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống đình múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến giếng Phật nghe pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi, bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con sanh vào chốn nào? Phật đáp, bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh, đến sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ, vất vả và lăn lội đến nay mới tới. Tuy đứng gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhân đó Phật dạy, thân này là bất tịnh, do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp, phải lợi dụng đó mà làm lợi ích cho chúng sanh. Xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới công sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sanh nở được. Sư xúc động quá liền về bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo, sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia rồi thành tâm nói như vậy,
Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên, nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sanh được em bé bình an. Xong, nghiệp sát thật là khó giữ. Vì sự ăn uống hàng ngày, người ta phải sát sanh hại vật, có ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm. Trong kinh Địa Tạng dạy, tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều gây thành nghiệp. Mỗi bước đi, từng hớp nước có vô số vi trùng phải hy sinh vì mình. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, hóa giải bớt oan nghiệp, để có các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết Bàn dạy, thời kỳ đầu Phật tạm dùng phương tiện cho ăn ngủ tịnh nhục. Thứ nhất, không thấy con vật bị giết. Thứ hai, không nghe tiếng kêu la của chúng. Thứ ba, không nghi người ta giết cho mình ăn. Thứ tư, con thú tự nó chết. Thứ năm, con thú này ăn thịt con thú kia còn dư. Đó là năm thứ thiệt để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo, chưa quen ăn chay, tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào, vì người ăn thịt đoạn mất căn lành, không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói, những người ăn thịt dù được khai ngộ, nhưng đến khi hết phước báu, ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải là đệ tử của ta. Kinh Lăng Già, Phật dạy, này Mahamati, thức ăn của người trí không phải là thịt và máu. Do đó, thịt của trâu, chó, bò, heo, gà, vịt, tôm, cá, hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ Tát không nên ăn. Này Mahamati, vị Bồ Tát an trụ trong đại bi, thương chúng sanh như đứa con độc nhất, cho nên phải kiêng ăn thịt. Lời Đức Phật nói quả thật là đúng. Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh được? Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn căn dặn, này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đặng diệt dân thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Cổ đức cũng vậy, một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành. Vì miệng hay nói dối có lập thân danh. Quả thật lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Dạng. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Dạng sa cơ thất thế bị giặc bắt. Cũng lúc ấy nước Tống bị thiên tai, Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Dạng. Nam Cung Trường Dạng được thả về nước. Tống Mẫn Công nói đùa,
Trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng đứa đâu. Thấy Nam Cung Trường Dạng lùi ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Bộc nói với Tống Mẫn Công: chúa công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh dợn hay dẫn đến sự phản nghịch. Tống Mẫn Công trả lời: ta với Nam Cung Trường Dạng rất thân thiết, khanh chớ có sợ. Một hôm Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Dạng, để đắc ý nói đùa giỡn: ngươi là tên tù, chẳng làm được việc gì thì làm sao đánh thắng được ta. Nam Cung Trường Dạng tức giận đứng lên nói: kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua, nhưng có thể giết vua. Nói xong lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công, chết ngay tại chỗ rồi làm loạn. Chuyện trên cho chúng ta thấy sở dĩ nó xảy ra án mạng là do đối chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác, đưa đến mất mạng. Nên người xưa dạy: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đối dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người, thời phạm. Trong kinh Chánh Niệm Xứ nói: nếu ai hay dùng lời nói giả dối, não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm. Khi sinh lên nhân gian, bị quả báo không tai, mắt, mũi, lưỡi. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật, có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Ly. Khi sanh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: do ác nghiệp gì cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp: lành thay, này trưởng giả, tuổi xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan sử kiện, giận của hối lộ, đối sai sự thật. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng, lưỡi, chớ có tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho hàng đệ tử thấy được sự tai hại của sự nói dối, trong kinh A Hàm nói: tổ Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến trường Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi: này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Còn nghĩ thế nào, nước trong đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy ta nói rằng đạo cũng người kia mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến cổ quả, thọ lấy cổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La nên biết, người nào phạm nói dối không chừa sự dữ nào, ta đuốc viên sắt nóng chứ không nên phạm giới.
nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp, tiện hay là bất tiện. Nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Thứ nhất, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Thứ hai, được người đời tin phục. Thứ ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Thứ tư, thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh. Thứ năm, được ý vui tù tánh, ba nghiệp thanh tịnh. Thứ sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Thứ bảy, mở lời tôn trọng dân thiên dân làm. Thứ tám, trí tuệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu ngoa, ngược xuôi láo xược lời ma, đối qua nối lại cũng là dư nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận trí độ dạy: vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. 3. Dù nói thật chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồ cấp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng dâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp dân xấu. 9. Thân hoại mệnh trung, đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người các căn tiếu sót. Thằng ôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ đức có khuyên rằng: ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm tựa huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều ngoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lễ chí công, mà ăn ở đối năng chơn chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó trước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán, người hiểu trành lại càng thêm chán. Chi bằng ta bỏ lối trớ treo, đối với ai cũng phải lựa điều. Đừng tráo chát cho người khi dễ. Tại sao phải phóng sinh, phóng sanh? Tức là trả nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ác nghiệp này có hình tướng, thì tận hư không cũng không thể dung chứa hết được.
trong kiếp này chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, huống chi là nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết rằng luật nhân quả có nợ phải trả, có tội phải đền. Nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp, sao không kịp thời ăn năn sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả oan gia túc trái trong muôn một ư? Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng: phóng chư sanh mạng, bệnh đắc tự chủ, chúng nạn giải thoát, phóng sinh tu phước, linh độ khổ ách, phất tào chúng nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Trong khế kinh nói: nếu người nào thường làm việc phóng sinh, thời hưởng được 10 phước báo như sau. 1. Không có đao binh kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. 2. Trường thọ khỏe mạnh, ít bệnh. 3. Tránh được thiên tai hoạn nạn. 4. Con cháu đời đời hưng thịnh. 5. Chư thiên gia hộ, sở cầu đều toại nguyện. 6. Quan lộc hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, chư Phật hoan hỷ, các loài vật cảm ơn. 8. Giải oán mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu vô não. 9. Hỷ khí kiết tường, bốn mùa an ninh. 10. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời hưởng nhiều phước báu. Nếu kim tu tịnh độ thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ còn nhiếp phục được tà thần thứ dữ, làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh, chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng, thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài tu không được, liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy: các con nên khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, quay trở lại rừng tu tâm từ. Giờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A La Hán. Trong số các đệ tử Phật, tôn giả tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quan sát, nếu thấy có người nào vì ngài đi khất thực mà sinh tâm niệm ác, thời tôn giả thà diệt đói chớ không đi. Vì nhìn lại thuở quá khứ, ngài sinh tâm niệm ác khi thấy một tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do nghiệp ác đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa vào ác đạo như ngài thuở xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tựa cây kim, ăn uống không được, đối khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở như thế này? Ngài Mục Liên đáp: tại vì đời trước người tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ dép những của phi nghĩa nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: nhân phi nghĩa bất giao,
vật phi nghĩa bất thủ, nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chớ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói: Thuở Phật có ông trưởng giả có của cải vô số, nhưng ông ta không biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Bục Kiền Liên lấy làm lạ, nên nhập định thấy bảy đời liên tục ông ta không tạo được chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay, không lo tạo thêm nhân lành lại gây ác nghiệp, tổn giảm phước đức hết đời này qua kiếp sau, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết, thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: Sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn những chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu? Quý vị nên biết nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ dội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói: Thuở Phật, ở thành Xá Vệ có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm ông đến tịnh xá thọ bát quan trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: Có phải ngươi là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: Tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải về ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình chiếm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ách nạn, sanh lên vạn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Hoàng. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp
tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì già nhà chẳng cần đóng cửa, của trời không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, dần dần yên ổn. Thật không có gì vui sướng hơn. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hướng được 10 pháp lành như sau. 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề. Nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham. Người tu của cải chớ ham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung điện thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Ngược lại, trong kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người kinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường dướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đối khát, khổ ngặt không thể đối hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm, hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, trà sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói trách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đói, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ. Nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Này đuốc huệ từ bi đã rồi, vào thân tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì,
của phi nghĩa làm chi nên chuyện. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Dạy ta nên làm chuyện thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Người nào giữ được đức kim cung thì loại trừ được ngũ quỷ: tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lĩnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật. Thánh thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ, chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoài cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp, nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng, phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo léo bàn luận, thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ, ngang ngược, thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả, hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói, lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế, không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người viện lý do cầu cho mình được bình an, như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy nhưng không dám nói ra vì sợ thiên hạ nói mình chống lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức, biện tài, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ hoan hỷ tín thọ phụng hành, nhưng cũng có người không muốn nghe còn chống đối lại, điển hình như Đề Bà Đạt Đa. Cho nên kinh Phật có câu Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là Đức Phật chỉ hóa độ được những chúng sanh có duyên với Ngài, còn không có duyên thì không độ được. Chẳng hạn như trường hợp vợ ông trưởng giả cấp cô độc, Phật và chư thánh tăng không độ được, Dương Tôn Giả La Hầu La lại độ được bà quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Chư tăng thấy thế lấy làm lạ, hỏi Phật nguyên do tại sao. Phật nói, sở dĩ La Hầu La độ được vợ ông cấp cô độc là vì trong nhiều kiếp trước La Hầu La đã từng làm con của bà. Truyện trên cho chúng ta thấy, gặp trường hợp mình nói lẽ phải mà người ta không nghe, chứng tỏ rằng ta không có duyên với họ thì chớ có tranh cãi làm chi cho sanh phiền muộn. Hơn nữa, các pháp nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chúng ta chỉ là trò huyễn hóa, vô thường giả tạm. Cho dù đúng sai, tốt xấu, được mất, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chúng ta chớ có cưỡng cầu làm chi để rồi tạo thêm nghiệp chướng. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm Xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối. Từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa, người gần đều kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc,
quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra, được gặp thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa liền nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Thứ nhất, được thân bất hoại, không ai hại được. Thứ hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo, Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng, rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục, sanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu, ai cũng ghê sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Thàn ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia dị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sâu rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị Sa Môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Diệt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi, có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không? Thưa phải. Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu? Cá buồn bã trả lời, kiếp sau sanh vào địa ngục. Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật, do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê? Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sinh được một cậu con trai đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi, trong nước có ai học bằng con không? Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con ngoài các vị Sa Môn. Sao con không đến đó học? Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được. Con giả làm thầy tu, dù đó học xong rồi về, có gì mà sợ? Nghe lời mẹ nói có lý, liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông Tam Tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cầu hỏi, sở học của con bằng các vị Sa Môn chưa? Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chứ vị Sa Môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa. Bà ta nghe qua nổi giận nói, sao con không học? Mẹ nên biết thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu thua thì cứ chửi. Người ta tu hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được. Khi về chùa,
Mỗi khi đàm luận với chư chị Sa Môn Thua, liền nổi nóng tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị Sa Môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế. Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều trùng mình rợn gáy, bị thương giao cảm, đồng thanh nói: Tất cả chúng ta đối với thân khẩu ý phải thận trọng, chớ có tác ý nói làm việc ác. Những người đánh cá thấy thế liền đến trước Phật thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen Thiện Lai Tỳ Kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả A La Hán. Hàm chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ con đường diệt vong. Ca Tỳ Lê vì tam công, đặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo dập dồn, đọa vào sốc loại sát hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành phải lãnh lấy các ác báo như thế. Cho nên có câu: Thà rằng khuấy đục ngàn sông, chớ đừng khuấy động tấm lòng người tu. Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: Này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly. Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy người ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn xô xát lẫn nhau, gầy bao tan tóc. Nên có lời khuyên: Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi hốt lại dễ nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, đối ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong kinh Phạm Võng nói: Tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ nhiều đời chết đi và tái sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chớ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi, mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác suối họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào gánh tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi nghe người ta nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: Chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, nhìn chung ta họ khác chi nhau. Bởi thế nên tôi cứ mỉm cười, dầu ai chửi mắng vẫn vui tươi. Mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười, 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 giữ. Thay đổi cuộc đời bắt đầu từ những lời nói. Người xưa có câu: Miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể thốt ra những lời sát thương. Những điều chúng ta nói phản ánh rõ nhất về cuộc sống của ta. Không có chuyện khẩu xà tâm Phật,
bởi đó chỉ là lời biện minh của những kẻ ích kỷ, thiếu hiểu biết. Thực tế cho thấy, những người thường xuyên nói lời tích cực đều có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Còn những người thường xuyên thở dài thì dường như làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Đó là bởi vì lời nói của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Lời nói tích cực sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tươi sáng, trong khi những lời tiêu cực lại có thể gây ra sự bất hạnh. Trong tác phẩm của Lộ Tấn có một nhân vật bi kịch nổi tiếng là Tường Lâm. Người phụ nữ này có một cuộc sống khốn khổ và cô luôn bất bình với cuộc sống của mình. Chính vì thế, gặp ai cô cũng than mình bất hạnh, oán trách cuộc đời bất công. Lúc đầu mọi người cũng thông cảm với cô ấy. Theo thời gian, mọi người xung quanh cảm thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên và bắt đầu sinh ra ác cảm với cô. Trong cuộc sống có rất nhiều người giống như Tường Lâm vậy, luôn than phiền rằng cuộc sống của mình thật khó khăn, số phận thiếu công bằng. Những người như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ khó nhận được sự chào đón. Than vãn vốn chẳng thể khiến con người ta hạnh phúc, may mắn, vui vẻ hay khỏe mạnh hơn, mà than vãn kéo dài còn khiến người đó càng thêm tiêu cực, còn người lắng nghe thì cảm thấy mệt mỏi chẳng kém. Những lời than thở giống như một liều thuốc độc, mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn sẽ chẳng thể nào sống tốt đẹp hơn được. Thay vì tốn thời gian để than phiền, tại sao không nghĩ cách để thoát khỏi rắc rối của mình? Ngôn ngữ có thể thay đổi số mệnh con người. Những gì chúng ta nói ra khỏi miệng rất có thể sẽ trở thành lời tiên tri về số phận của chúng ta. Cho dù là cuộc sống hiện tại có như ý hay không, quan trọng nhất là tâm thái của chúng ta có tích cực hay không. Đời người nên bớt tiếng thở dài, bớt phàn nàn, có thái độ lạc quan, tâm thái tích cực và cho đi nhiều hơn. Chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn. Tất nhiên, sống ở đời làm sao tránh được những chuyện không được như ý muốn của mình. Nhưng bạn bắt buộc phải chấp nhận và làm quen với một cuộc sống không hoàn hảo như vậy. Bởi nếu như ngày nào bạn cũng vui vẻ, cũng phấn khởi, thì chắc chắn cuộc sống một màu như vậy sẽ nhàm chán biết bao nhiêu. Hãy coi những chuyện không vui, không như mong muốn là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Có ngọt ngào thì phải có thêm cay đắng, chua mặn. Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc, có màu bạn thích và cũng có màu bạn không thích. Vì vậy, hãy cố gắng dung hòa tất cả. Đừng chuyện bé xé ra to, đừng chỉ mãi than thở về cuộc sống. Hãy gói ghém những chuyện to trở thành chuyện bé, biến chuyện bé thành không có gì. Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng là với những ai biết cách sống. Chúng sanh bị não hại, lão tử nghiệp trả dây, bậc bi trí giải thoát, không giết hại chúng sanh. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên tránh xa các dục, dứt ái được an ổn. Trưởng giả nghe Phật thuyết pháp xong, liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Ở thế gian, có lắm già đến ngày đám giỗ tuột thất thì giết bổ rất nhiều trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá. Tổ chức yến tiệc linh đình, đấu nướng bày chẻ để thứ món ăn đặt lên bàn thờ, cũng giái ông bà, cha mẹ, thân dân quá giảng về ăn. Nhưng khi đêm xuống, cá thịt vẫn còn nguyên, rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi giả, đánh lộn la lối ôm sồn. Thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong kinh Địa Tạng dạy, con người sau khi chết, thần hồn chớ vẫn mịt mờ, lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành,
hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì 7 phần công đức người mất hưởng được 1 phần, 6 phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kích thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người cởi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn, khổ sở thêm lên. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút có ghi: Tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiệt thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: Ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng: Ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Hiếu tử hiền tôn, chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho hương linh quá cố sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chánh báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người nói rằng: Lúc sanh tiền, ông bà, cha mẹ tôi ăn thịt, uống rượu. Bây giờ đã quá giảng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành, nên họ thẳng tay sát sanh hại vật, cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết dâng lời Phật dạy, học hạnh từ bi của Ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mấu chuyện đáng để lại cho chúng ta noi theo. Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh. Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe vị thầy hoặc sư cô nào đó nói hay, đúng tâm lý của mình thì rủ nhau đi đến nghe. Trong khi đó, về phần mình thì chẳng làm được việc gì, mà chỉ nghe cho thỏa thích vậy thôi. Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình, coi đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì. Trong khi nghe kinh, chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh, lắng nghe những lời Phật dạy, rồi tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải nghe rồi bỏ qua. Chúng ta thấy, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Vừa nghe xong là giác ngộ đắc đạo ngay. Trường hợp nữa, ông Gia Xá, ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Một hôm, ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình. Sau khi tàn cuộc vui, ông nhìn thấy chén bát ngổ ngang, còn các kỹ nữ thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, mồ hôi chảy ra, phấn son loang lổ trên gương mặt. Ông thấy cuộc vui chơi này không thật, cho nên ông mới đi đến gặp Đức Phật. Khi đó Đức Phật giảng cho ông nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Nghe xong, ông liền giác ngộ. Người xưa có tịnh tính, biết quý trọng pháp hết sức đặc biệt, cho nên mới mau giác ngộ đắc pháp. Còn chúng ta xem kinh, nghe pháp không biết bao nhiêu lần mà tại sao không giác ngộ? Tại vì chúng ta xem nghe là để xem nghe vậy thôi. Đa số là học trên lý thuyết, cho nên phiền não, sanh tử triền miên không dứt là vậy. Muốn diệt trừ phiền não, thoát ly sanh tử, chúng ta phải hội đủ 3 yếu tố. 1 là văn, 2 là tư, 3 là tu. Có nghĩa là khi xem kinh,
nghe pháp phải thành kính, chú tâm tư duy những lời Phật dạy, rồi đem ra thực hành thì chắc chắn sẽ thành tựu được quả vô thượng Bồ Đề. Trong khế kinh Phật dạy: các tỳ kheo nên biết những người nghèo khó, hình dung xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ách nạn, không được tự do, phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang, có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó, Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi, bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng hoan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báu của lòng từ, trong khế kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: bạn bố đức vô ý, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báu vô lượng. Giả sử như có người đêm thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ, người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiện thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng, ác thú, thuốc độc không gia hại. 6. Dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. 7. Mạng sống lâu dài. 8. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ, Phật dạy: phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Kế kinh nói: thuở Phật còn tại thế, Ngài thường xuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ đói khát bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong 10 phương, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não, kinh sợ đều tiêu tan.
nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thời thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo báo oán. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Trên đời có một số người ỷ mình có quyền thế ngoài xã hội, ỷ mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới không cần phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, đạt độ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đây là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc. Mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai về tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: vì thượng cấp hách dịch, ỷ mình làm lớn, chửi mắng đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến nạt độ người giúp việc để ra oai với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn. Đừng cậy có của, đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi. Đừng cậy có của, coi người như rơm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử có ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mất lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ, xuồng xả, hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác, chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đi đầu này nói đầu nọ, rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Kinh Tập Tạng chép: bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài một kiền liên rằng: thân hình tôi như một khối tịch, không có tay chân, mắt, mũi.